cái nhận xét cá nhân, tao nói từ Dạ. từ theo cái cảm nhận con người của Dạ tao bố, thoải mái bố. Dạ đúng rồi. thoải mái không, thì tao nói cho mày nghe nè, theo tao nghĩ ngày xưa Bác Hồ nhà ta đó, Bác Hồ của mình đó, Dạ. hẳn là vậy, bây giờ tao gọi là Bác Hồ của mình đó, có nghĩa là sau những cái cuộc, những cái năm tháng mà ông bôn ba xứ người để ông đi tìm đường cứu nước á, thì hầu như Dạ. là ông đã tìm ra một cái gì đó phía bên kia ngược lại với đối tư bản, là bởi vì chỗ này mày phải nhớ Phan Bội Châu không, Phan Duy Trinh hoặc là đi qua nước Nhật để mà cầu cứu, về trong lúc thời gian mà coi như ở Pháp có đồ họ Việt Nam mình, thì mấy ông kia cũng là một người chí sĩ, cũng có những cái người mà vì nhiệt huyết về đối đất nước mình, nhưng mà đi khi đi qua những cái nước đó thì họ mới hỏi mày có tiền không, mày mua, mày có nghĩa là mua vũ khí để về cho người dân Việt Nam mình để mà chống 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 giặc á, chống 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 Tây đó, thì Dạ tất cả mọi chân người chống đều ngoại từ xâm. đòi Dạ chống ngoại xâm, thì tất cả mọi người phía bên kia đều cái khối tư bản nó thẳng vậy. Sao có nghĩa là Nhật nào, Pháp nè, thằng Pháp thì nó chiếm mình rồi thì đâu có qua nó làm cái gì, đi qua thằng Nhật, đi qua thằng Mỹ, các thậm dạ chí nhiều khi đi qua thằng Mỹ thì nó cũng từ chối. Cái đó Bác Hồ nhà ta bằng một cách, có nghĩa là ở giữa ngã ba đường, một bên là một kẻ thù xâm lăng, nó một cách khác là chẳng được là ý thức hệ, dạ có nghĩa là phía bên tư bản, một bên là phía bên xã hội chủ nghĩa, đúng không? Thì những cái phía bên tư bản thì nó đang đô hộ đất nước mình, mà khổ cái là bây giờ không biết làm thế nào để mà giải thoát điện tao, thì Bác Hồ mới ngỏ ý, ta khiến tao 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 ta nói theo kiểu của tao nha, tao tao không có được bắt lỗi tao, tại tao không phải là đảng viên và tao đã bù tất bên Dạ. để xã hội chủ Đúng nghĩa, thì ông mới ngã rồi hỏi lời, thì không ngờ phía bên xã hội chủ nghĩa nguyện cung cấp tất cả những cái gì mà ông cần, có nghĩa là viện trợ đầy đủ về vấn đề trúng đạn này kia để mà có để mà để ông về ông khởi dậy cái nguồn, coi như là bắt đầu từ ba mươi mấy người lính để mà thành lập những cái đội quân tiền phong để mà coi như là về giải phóng đất nước. Đó là cái đầu thổi đầu sơ khơi, là nhọc nhằn là ở cái chỗ là ông ngã về phía bên xã hội chủ nghĩa, nói một cách thì có nghĩa là Bác Hồ nhà ta là không còn đường lựa chọn, và ông chọn một cái khối là coi như là phe xã hội chủ nghĩa bắt buộc, là bởi vì lúc đó thời đó là nó vậy thôi, không bên kia nó không cho, mà mày Dạ. qua mày hỏi nó hỏi mày có tiền không, mày mua không có tiền không có bán đâu, đồ quê quê đồ đồ lọt tọt đi về, đoàn chính là những người Phan Bội Châu, Phan Duy Trinh rồi qua những người đi qua bên nước ngoài đó đi về đó coi thứ để mà coi thứ mà đi mua vũ khí hay là mua tài tất cả những cái gì đó để mà, nhưng mà không được, thì bởi vì cái khối tư bản là chỉ biết tiền mà thôi. Nói như vậy thì các nước anh em sau chủ nghĩa đồng ý viện trợ nhân lực để mà Bác Hồ giải phóng dân tộc, rồi nói nôm na cách đơn giản gì đi, thì nói một cách khác nữa là tôi coi như là sau khi đã, ta đã gặp rất là nhiều người, những cái người mà hồi xưa ta làm nhà hóa, thì trước khi mà xã hội chủ nghĩa của Liên Xô, Liên bang Xô Viết mà sụp đổ đó, thì hồi xưa ta làm trong nhà văn hóa lao động đó, thì ta gặp tất cả những người mà đi du học nè, những người mà chuyên gia Liên Xô giúp đỡ này, thì hầu như tôi nói cho mày nghe điều này, họ sống trong một cái thế giới mà mình tạm gọi là thanh bình. Thanh bình là có chỗ gì, Cộng hòa Liên bang Xô Viết sau đệ nhị thế chiến, hầu như tất cả mọi người dân Dạ. kể các nước như là Ukraine, Afghanistan, nói chung là những nước và liên bang dính liền với Singapore, thì cái đời sống vật chất mà họ không giàu, nhưng họ không lo nghĩ, họ không lo nghĩ là gì, tất cả mọi gái đều làm tập thể và tất cả khẩu phần ăn lương thực hàng ngày họ không có lo, họ không có chạy kiếm ăn, họ Dạ. không có chạy chạy kiếm ăn. Tao nói cái điều đó không biết đúng là sai, nhưng mà tất cả mọi người đều nói với tao là thời đó những cái nhu yếu phẩm trong gia đình hầu như hoàn toàn miễn phí, tất cả mọi người dân chẳng có Hello một bà Phan. người nào, có nghĩa là cái gì ta, cái hợp tác xã của mình cũng là bắt chước theo cái chủ nghĩa của Liên Xô, theo tao nghĩ là vậy, đúng không, không biết nữa, nhưng mà tất cả những người dân của Liên bang Xô Viết hồi đó cái ăn cái mặc họ không có lo, mà họ có theo theo nghĩa á là họ hầu như là cái gì cũng tập thể, cái gì cũng tập thể, cái làm ăn cái Yeah. gì cũng tập thể cả, thì chính vì cái điều đó. Và trong thời điểm đó thì ở đất nước Việt Nam mình, đó là cái xu hướng chung của thế giới, có nghĩa là nó chia ra hai cực, một cực bình, một cực là coi như là tư bản chủ nghĩa, một cực là coi như là về sâu chủ nghĩa, hai bên hai cực. Thì ông Mỹ nhà ta khối tư bản là gồm đủ thứ, gồm đất nước, thì trong đó có ông Mỹ dẫn đầu, thì hầu như là họ nắm bắt được, và họ như họ sợ là sao, họ sợ cái kia nó phát triển,
Đó, cho nên vì đó họ mới chống phá, họ đánh phá cho bằng được. Bất kể Việt Nam cũng là một cái điển hình, là một cái thí dụ, họ lấy Việt Nam là một cái tiền đồn để mà chống phá lại cái nguồn, cái bằng nguồn gì, cái gọi là nguồn quân đỏ, đại khái là coi như đỏ Làn đi, sóng đỏ, đa nhóm đỏ, làn đúng sóng rồi, đỏ, đa nhóm đỏ, làn sóng đỏ. đó là một cái minh chứng ví dụ để biết sao. Bởi vì theo nguyên tắc á, đủ, mày làm mày mày muốn cái A tao muốn cái B, mày mày muốn Honda tao muốn xe hơi mắc mới gì đâu, mà cạnh tranh là phải quýnh tao Ừ. cái vậy đâu. Chứ tại sao mà Đúng quýnh rồi, đúng rồi, đúng rồi. mà phải triệt tao cho bằng chết là sao? Là họ À. sợ, họ Đúng sợ. Và tao nói cho mày rồi. thêm cái điều này nữa, tao nói ngắn gọn thôi nhưng mà chắc chắn các con sẽ hiểu. Những cái thằng mà ngoài ra đời á, nó mình nói thoảng là coi như là những cái thằng mà coi như là trải đời, có nghĩa là mình nói là vô sự gia đình mà có những đứa con mà ra trải đời là từ nhỏ tới lớn là nó lanh lắm, nó lanh lắm, nó thậm chí cái đây nó đừng gần, ví dụ mấy bán vé số đủ ai mà lừa gạt được, xích mấy mà mua 5 tờ là lụ má trả tiền 5 tờ, làm gì có cái ăn gian được, bởi nó lanh, ra ngoài đời nó lanh lắm. Nhưng Rồi. mà mày đã hiểu rồi, Rồi. những đứa Mới ra con đời mày sớm, mới đứa ra đó đời sớm đúng không? đó đó, tao muốn nói cái điều này, những đứa con mà cha mẹ có tiền mà cưng chiều nhốt trong nhà hoài, đùa nó đời nó ngu bỏ mẹ luôn, nó đời là bị lừa gạt hoài à, thì những người dân của khối xã hội chủ nghĩa nó cũng y chang như vậy. Bởi từ xưa tới giờ được nuông chiều, hở ra cái có ăn có mặc, không có lo mẹ đợi, tối ngày đi vô hãng làm hoặc là vô trong xưởng này cái kia làm theo kiểu tập thể thôi. Khi chiến dịch mà phương Tây bào vào đưa ra cái chủ thuyết ù má rẻ đẹp lắm cái kia đủ má, người ta ngơ ngác là bởi vì nó đủ má Ngác đúng rồi, nó đúng rơ rồi, nó ù hay quá ha, trời lạ ơi sao lắm, hay lạ lạ lắm, lắm, dạ giống y chang như một đứa con nhà dạ giàu ra ngoài xã hội không khác gì cả, và nó thừa dạ cơ nước đục đó khuấy động sâu chủ nghĩa đưa vào, từ từ đưa vào, từ từ là chết, tiền đút bơm vô dần, bơm dần đó là cái ý của muốn nói gì đấy. dạ Bởi vì tao dốt với người sợ chủ nghĩa, mà tao dốt về cộng sản, mà tao không biết là cái gì, nhưng mà theo cái kinh nghiệm của tao và tao đã có từng thời và theo cái cặp mắt dạ khách quan của tao thì tao nói một cách nôm na như vậy, rồi người dân Liên Xô bị Cộng hòa Liên bang Xô Viết bị phương Tây gạt, nó thẳng là vậy á, tao tao nói cục mịch nhưng mà tao nói thẳng là Dạ. bị gạt gẫm, nó đưa ra những hình thù đủ dân chủ là tuyệt vời, nó giống có vẻ như là hoa hồng này kia đủ quá, nhưng mà thực tế ra nó giống y chang như lá thu địch đủ rõ ràng. Khi biết giờ, bây giờ nó sáng mắt ra hối hận thì quá là muộn màng, muộn màng. Nhưng mà họ vẫn có giữ được cái lập trường. Theo tôi nghĩ những người còn sống sót ở bên Liên Xô và những người lớn tuổi, họ vẫn hoài mong, họ vẫn mơ tưởng, bởi vì họ đã trả giá 30 năm nay rồi, có nghĩa là họ đã từng trải ăn từ bữa rồi cạo nước chung tất cả. Họ nghĩ là chắc là cũng không đẹp đẽ hiểu, và họ tao nghĩ là những người có cách ra mấy lần là những ngày lễ mà cách mạng tháng 10 Nga và Liên Xô, người ta thấy những người cựu chiến binh và họ ao ước lại cái thể chế cũ. Đó là một số thành phần, tao không nói hết nha, Dạ. tao nói một số thành phần những người mà được hưởng những cái mà quy chế của Liên Xô cũ, chẳng hạn như cựu chiến binh nào, những người lớn tuổi, người già, họ hưởng được rất là nhiều từ thực phẩm, từ tiền bạc, từ nhà ở, nói chung là cái an sinh xã hội, quên tao lộn mẹ Rồi, an nhà nước sinh bao cấp an hết sinh rồi, gọi là nhà nước an bao cấp sinh hết xã rồi. hội Dạ. đó, đó 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 họ ao ước được điều đó, nhưng trễ quá rồi, bây giờ tiêu rồi, không còn rồi. Nhưng mà tao nói cho mày nghe, nói gì thì nói, cái ông tổng thống Putin này nè, ông cũng xuất thân từ đó mà ra, theo tôi nghĩ là vậy. Thì cái tư tưởng trong sâu thẳm tâm hồn ông, ổng cũng muốn một cái gì đó giống y như ngày xưa, nhưng mà nó càng ngày xa. Và nói một cách khác chăng nữa, cái ông Gorbachev á, nó có một, ta nói buồn cười cho nè, được thằng Mỹ giật dây phá hỏng cái Liên bang Xô Viết, đó là công lớn của thằng Mỹ. Nhưng mà tại làm sao ông nói ông chó ông phải, thì tại làm sao ông đi tị nạn, đó là thuộc dạng tị nạn, ông đang ở Mỹ rồi, tại sao ông qua bên Pháp, qua bên Anh, qua bên Úc, qua bên Canada, mà tại sao ông qua bên Mỹ? Đúng rồi, Ô, trong tại khi người sao qua cộng bên sản đúng không, người người đúng rồi đúng không, trong khi đúng trước đây rồi là người của cộng sản, người xã hội chủ nghĩa, tại sao ông đi mấy đúng nước rồi xã hội chủ nghĩa mà lại đi nước tư đúng bản? rồi tại sao ông qua Ba Lan, tại sao ông qua Cuba, tại sao ông qua Việt Nam, tại sao ông qua kia tất tần tật, mà Đúng tại rồi. sao ông qua hợp với Mỹ, tại ông sợ bị chết, đủ qua bên đó là chết. Ngay bây giờ người dân Liên Xô coi ông gốc bao chấp giống như là tội đồ của đất nước, tao tao nghĩ là vậy, không biết đúng không, tao dân cộc mịch tao nghĩ là vậy, nghĩ sao nói vậy, thì tao nói cho mày nghe rác y chang vậy. Và hầu như từ ta ý tao nói là người dân Liên Xô bị lừa gạt một cái bánh vẽ
trong đó nó có vẻ một cái hoa hồng, nhưng mà thành ra cái lá thù địch đó là vậy, ý tao không nói vậy đó. Thành ra bây giờ đó là cái kinh nghiệm mà của đất nước Liên Xô tan rã, đó là bài học lớn cho Việt Nam. Và những cái người lãnh đạo mình rất là sáng suốt, không có gì, có những cái quan điểm mà đó, những cái mà xa rời quần chúng là các thái là không coi, là hầu như là chính xác 100% chứ không có gì rõ ràng. Yeah. Ý của tao nói gì đó vậy đó, tao không biết sao tụi bay có cái gì tao nói, có vẻ kỳ cục quá ha. Tao nói không có văn chương bởi vì tao không là đảng viên mà tao chẳng biết chính trị gì cả, không sao đó. Không mà tao mình thì nãy cô có nói mà cô nói là ở đây là vấn đề đưa ra là để mọi người chia sẻ trên góc độ của góc nhìn của người dân thôi. Thì đúng rồi, con có câu chuyện của họ, con xin hỏi bố thế này nè, qua cái câu chuyện của Liên bang Xô Viết sụp đổ đó và các cái thủ đoạn, các đường hướng và các cái chiêu trò đó, thì bố thấy, bố nhìn vào cái hiện tại mà những cái thế lực bên kia nó đang đã làm được mình qua, rồi, ok bao nhiêu tháng qua á, bố thấy giống không? Bố thấy có giống không? Giống y chang, nó xâm nhập vào thị trường của Việt Nam mình, như ví von giống như cô vừa nói, nhưng mà Việt Nam thì khó hơn, Việt Nam ranh mảnh hơn, Việt bên Malay hơn, rồi qua Việt Nam rồi Malay lắm. Tao nói cho mày nghe hồi nãy rồi đó. Khi một đứa con nhà giàu nhốt trong nhà hoài, cái gì thì cũng có, tự nhiên nó sướng quá, nó không biết mẹ thêm, nó chỉ biết gia đình nó thôi hoài, không biết. Nhưng mà khi mình liên ra ngoài đường á, độ bảo đảm mày mất cái iPhone 13 liền, đúng không? Mất iPhone liền, bị liền gạt rồi, anh chơi một xíu rồi đủ, nó không bỏ chạy, mất tiêu rồi đủ. Mấy như mấy cái thằng lõi đời ở bán giấy số, mấy cái thằng mình chạy xe ôm, hoặc là cái tức là bố đang nói về cái trường hợp cụ thể là bố là cái dân bán chạy trời, còn hồi xưa mấy anh bộ đội vô là bị bố gạt cái gì đúng không? Ý bố dẫn chứng cái trường hợp cụ thể nó là giải gì đúng không? Đúng không? Nhưng không, hồi chưa lắc rồi, chuyện cũ rồi. Giờ tao nói thì bây giờ vậy các bạn, nó cũng cái na ná từ từ. Mặc dù nó mơ hồ, nó giống như là thuyết âm mưu, nhưng mà mình thấy rõ ràng cái này là nó mờ. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói cho mày nghe, ở giờ mà nó không phá lừa Việt Nam mình thì nó sẽ tuồn vào những cái gì, ví dụ là bắt đầu thiếu cái văn hóa nè, rồi vấn đề kinh tế nè, vấn đề những cái mà ví dụ là nó làm cho một mặt là người Việt Nam mình cứ tưởng tượng bên đất mày là đủ, mà giống như là hoa hồng hoặc cái thứ gì ghê lắm, đại khái vậy. Nhưng mà nó đâu có biết rằng Việt Nam mình lõi đời là bây giờ giữa Mỹ và Việt Nam, hoặc là giữa các nước châu Âu cũng Việt Nam coi thường, là bởi vì người Việt Nam mình bây giờ biết hết rồi, không còn phải lừa gạt nữa. Bởi ta biết là cái thất bại của Liên Xô cũ là bởi vì người ta không biết về cái đất nước phương Tây như thế nào. Tao nói rồi đó, một con nhà giàu tối ngày đủ rồi, có ăn nè, có mặc nè, có đủ thứ cho đợi, thì ra nó đâu cần phải ra xã hội. Mà khi liền một mình nó ra xã hội là bảo đảm bị choáng ngợp, đúng không bố? Choáng ngợp tức là thời điểm đó theo theo bố là tức là người dân Liên Xô thời điểm đó là tức là họ đang sống trong một cái thời kỳ khác, thì khi họ thấy những cái gì đó lạ lẫm, họ bị choáng ngợp, họ bị choáng ngợp, nó hào nhoáng. Đúng rồi, dụ rồi bơm tiền vào rồi kích động rồi cắt cái đủ thứ trên trời thì nó mới tan rã. Kể cả người dân thì đã vậy, còn cái thằng già đầu, thằng tổng thống cũng bị luôn, thấy chưa? Phải không? Dạ. Lúc tiền vô, bốn tiền vô rồi xong đụng bay luôn. Đó là cái ý của bố lên, bố nói vậy. Ra xin lỗi nha, tôi thì chẳng biết vấn đề chủ nghĩa cắt mát gì, nhưng mà tôi cảm nhận của một người dân nói thế hiệu đó, nói một cách khác chăng nữa thì mình nhớ người theo tao biết, những người mà coi như là có tâm với đất nước, tức là những người drop ở Liên Xô đó, họ hầu như là họ cũng thầm tiếc nuối về cái quá khứ rực rỡ, là bởi vì người xưa ngày xưa thứ nhất là sức mạnh quân sự thời xưa đủ, thằng Mỹ là dùng cái ớn liền đủ má, thấy này né dê liền đủ má, đúng không? Đó, sao ok thì bố nói những cái lời bố nói vậy là thực sự là cọc mịch, nhưng mà ý sao tôi nói vậy y chang. Ok thì rồi cho cái khác lên đi con. Nhưng mà thế này bố, trước khi bố xuống con hỏi bố này nè. Thì cái chuyện mà Liên bang Xô Viết họ sụp đổ cách đây 31 năm thì cái chuyện đó rõ ràng rồi đúng không ạ? Cái đó mình không nói nữa, nhưng mà ở đây nè. Không nói. Bố có cho rằng á, bố cho rằng là người dân Việt Nam chúng ta thì có một chút gì đó gọi là may mắn không? May mắn là gì? Là nếu mà những người dân chúng ta mà tỉnh táo á, có sự tỉnh táo mà nhìn nhận sâu sắc á, nhìn qua cái bài học của Liên Xô, đúng không ạ? So với cái thực tế hiện tại, để người dân chúng ta rút ra được cái bài học gì đó, đúng không?
Theo bố thấy là thí dụ người dân Việt Nam có một chút gì may mắn trong cái Đúng chuyện rồi, này. may mắn chứ, may mắn tất nhiên là mà những người lãnh đạo đã hiểu biết và rất ư là hiểu biết, và cũng đều là họ ngăn chặn những cái điều đó phá ra. Bởi vì đất nước Việt Nam hiện giờ nói về cái chỉ số hạnh phúc thì quá là tuyệt vời rồi, nói chung là không có cái gì. Mày phải hiểu rồi, các tập đoàn tư bản quốc tế đó, tập đoàn lớn đó, không ai dạy gì bỏ tiền vào một cái đất nước về bất ổn chính trị. Và tao Đúng cũng rồi. mới nghe nói là tất cả những cái hãng lớn của Mỹ chuyển trục bỏ Trung Quốc để qua Việt Nam, chẳng hạn như là Microsoft nè, rồi Google, nói chung tất cả là cái điểm đến của họ là Việt Nam. Lý do tại sao vậy? Là bởi vì Việt Nam đang ổn định về chính trị, nó thẳng là như vậy. Và cái mà người Việt Nam mình được may mắn hơn là mình đã biết trước, cũng giống như là cái hậu quả mà mình đã nhìn được, tất Đúng rồi, nhiên đúng từ rồi, đúng Liên rồi. Hậu Xô quả để lại. Đúng rồi. để lại Dạ, đó, đúng rồi. đó là cái kinh nghiệm mà người dân mình lại là thấy được. Thứ hai nữa, hiện giờ người di dân mình cũng giống như Liên Xô cũ ngày xưa, có nghĩa là em tôi nói sơ sơ xăng dầu ngay bây giờ ở nước Mỹ, ở Cali là 7 đồng 55 sen một gallon, một gallon có 3,7 lít thôi. Tệ thì tệ ra chính là 1 lít xăng mà ở Cali bán ra là gần 80 đồng. Nó mắc bao nhiêu lần của xăng dầu. Thì xăng dầu nhà nước mình, thì tao nghe được cái tin là hồi xưa tao không biết, bây giờ tao mới biết là nhà nước có nghĩa là giống như kiểu gì là Quỹ bao bình gọi là ổn. quỹ bình ổn, có quỹ bình ổn để làm cho cái xăng dầu cho nó xuống, là nhà nước giống như kiểu như bao bọc rồi, con mẹ gì nữa, giống y chang như ngày xưa ấy, Liên Xô nuôi dân vậy, cũng cơm ngày 2 bữa cũng rau quả củ rồi rượu, mà đâu có biết lo mẹ đâu, rượu bây giờ ta không cần nghe rượu, ta cũng có cơm ngày ta đang không có biết lo. Thì bây giờ nước mình vậy, xăng dầu Việt Nam hiện giờ đang rẻ nhất thế giới, nó hẳn là như vậy, giống y chang như bố nói, nghĩa là họ được đã được Chào ai về. bao bọc để vậy Dạ. thôi, đúng không? Thì mình nghĩ là cái này Là là sao, con nói đi. cái tiêu chí là lợi ích thì hài hòa, rủi ro thì sẻ chia, đúng không bố? Tức là mới đây nè, là Bộ Tài chính đã công bố là quyết định là giảm 2.000, tức là giảm 2.000 cái tiền cái phí gì đó, cái phí gì lúc trước mà áp dụng vào cái giá xăng á. Thì với cái tình hình như thế này, đúng không, nhà nước họ cũng thể hiện cái sự chung tay với nhân dân, đúng không? Đúng rồi, Đó là cái gì, là giảm cái phí đó giảm xuống, có nghĩa là đó giảm là được gì, cái gì thì lợi ích giảm, thì hài có hòa nghĩa nhưng mà là rủi ro thì đâu đó cũng có sự sẻ chia và sự chung tay của chính quyền nhà nước đối với người dân, chứ không phải là cứ cứ đè đầu ra là cứ giá bao nhiêu là bán nhiều, giá nhiều bán nhiều, không có chuyện đó. Đó ở là chuyện cái một đó cái là khác, rất là khác biệt, đúng không bố? chị nói mới xảy ra nước Mỹ thôi, tôi nói rõ ràng. Ê mày ngộ mày, tao không thấy giá xăng quá trời cao, mà bên Cali ngay chỗ cái đám ngay chỗ cái khu phố bên xa, tao không thấy ai biểu tình, mà không ai nói với chương kỳ ghê. Đúng, bên Việt Nam ù má thiệt, thắc mắc ghê, mà đến giờ hỏi to khổ mẹ luôn, kích kích kỳ ghê kích thiệt. xăng này cái Đúng, mà không kia ồ mới lên có 1.000 đồng mà đúng, nó ra giống y chang như là lụa heo mà chọc huyết vậy, mà nó lên tới 7 đồng mấy, mà tao khủng, thấy tăng giá khủng làm thấy ghê lắm, lên ui con ghê ngàn là ở tăng giá khủng. trong khi đó đây rượu tăng gấp 3 lần. Hồi xưa rượu là gần như là có 3 đồng 3 đồng mấy, Cali bữa nay lên 7,5 đồng, lên gấp gần 3 đồng, gần gần hai lần 2,5 lần rồi. Rượu má Gấp thấy thằng đôi. nào đâu, tao 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 không thấy thằng nào, rượu má dùng mà dùng lại. Ê, biết tình mày, biết tình rượu mày không dám, mà nó quýnh chết mẹ, nó bắn chết mẹ. Ê, biết tình, biết tình, biết tình, đụng má lên trống rượu má, rượu nó bắn chết mẹ rồi, thôi mày đừng có xuống dạy rượu má cây giấy rượu má thiệt tình. Té xuôi xuống này. Ok, rồi xong, hồi gì có vui có Vậy lên. rồi bạn bạn tới mới. Bây giờ chiều con có đăng cái ảnh rồi bài viết cái tốt cho nó bàn tới những nhân vật đó thì không bao giờ mà chặt được mồm đó, thì cứ cười không, cứ bàn tới là chỉ cười. Đủ trò đó, đủ trò đủ kiểu mà Đúng cái đúng trò gì đâu không. đây là tao nói cho mày nghe là ngày hôm qua tao mới xin được một, tao coi được cái clip của Việt Nam nữa. Khổ cái Việt Nam mình à, bởi nó nhân văn quá, tử tế quá, thì cái bọn nó làm lừng. Đây nè, có một cái clip của anh chàng xe tải, có anh chàng xe tải quay
thì cảnh sát giao thông ngừng, kêu ngừng lại, anh hút một cái rượu, mà cả thằng cảnh sát giao thông rượu muốn xếp sự thế vô đồng bằng sông lôi ra, hai bên cự cãi, thì ta mới thấy phản ảnh một cái nước buồn cười, có nghĩa là đất nước mình là tự do quá, cho nên ta đã nói rất là nhiều lần rồi, có nghĩa là khi anh mặc cảnh phục cảnh sát, khi anh xét về cái giấy tờ thuộc về hành chính bất kể cái gì, thì cái người bị xét, cái người dân á, phải bắt buộc tuân theo những cái người mà ta đòi hỏi, những người đó thôi, bởi vì họ nghi ngờ là họ có được quyền. Ở Mỹ được vậy, ta đã từng nói rất là nhiều lần, có là khi bất bất kể mà chạy đường mà cảnh sát nó quay đèn nó thổi xe là mày phải làm theo y chang đó, mày không có được quyền cãi, mày muốn cãi mà ra tòa mày cãi. Ú, má còn ở đây nó làm đủ trò, nó vô nó hạch quạnh nè này kia, nó làm đủ trò, nó giật mà mấy cái thằng ở dưới, ô đù má cảnh sát này, rồi nó chửi bới mấy cảnh sát tùm lum mấy, Có trời chuyên đùa đề kìa, không? Có đi hỏi chuyên đề, coi có chuyên đề không bố? ta thấy là chán Việt Nam mà nè, đủ nó nhân văn quá, nhân đạo quá, mấy này cho ta làm 2 tuần thôi, làm tổng trưởng gì cục giao thông gì đó, đủ ta làm 2 tuần thôi, ta xuống hứa với mày là làm 2 tuần xuống thôi, bảo đảm mày đó, ta kêu đi chân trái bước chân phải chặt liền, đủ đi chân phải bước chân trái chặt, đủ má đứng nghiêm, đủ dân đàn bà đàn ông như vậy, đủ má xách giỏ đi chợ có dụng chợ ra nghiêm, đủ mà làm đứng nghiêm, đủ cho tao, đủ má. Đôi lúc ta đọc tài, đôi lúc ta đọc tài nhưng mà ta buồn cười, nói vậy thôi chứ thực chất mày khổ ơi là khổ rồi bạn. Có người như chính phủ chính vì Việt Nam mình rất là khổ, bởi thảo không có thằng nào mà ngoan cố gì bằng Việt Nam chứ, ba le nè, điếm thúi nè, đồ lan u nè, trời đi tới đâu là quay cái phà nhức cái đầu quá. Ok tôi mới nhưng xuống mà nhưng nhưng mà nhưng mà sao. góp ý nhẹ cái nha, góp ý nhẹ cái nè, mốt không có dùng từ Việt Nam mà người Việt Nam ma le thú nha. Không ba lê đếm thúi thì làm sao mà tụ dẫn với thằng Trung Quốc được đúng không? Ok thôi xuống chút xíu rồi hồi lên rồi.